Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay thì bên em Ngọc sẽ giới thiệu cho cả nhà một em siêu phẩm cực hot, đó là AD150. Màu này Ngọc sẽ tạm gọi là màu trắng tím đen, nhưng mà trên giấy tờ em này sẽ ra là màu trắng đen. Còn cái ánh tím này chỉ là bên nhà máy họ trang trí lên á, để nhìn cho nó đẹp hơn, với lại nó lạ mắt hơn xíu. Và hiện tại là màu này là phiên bản giới hạn của dòng 2023 AD150. Màu này phải nói là rất là hot nha cả nhà, bên Ngọc bán cực kỳ chạy em này luôn. Cho nên là bạn nào mà quan tâm em này thì gọi liền ngay cho Bảo Ngọc. Thứ nhất là mình sẽ được giảm 1 triệu nè. Thứ hai là mình sẽ được giao xe tận nhà ha, rồi có đổi xe cũ lấy xe mới luôn. Bạn nào mà quan tâm em này mà mua trả góp á thì mình đưa trước cho Ngọc khoảng tầm 5 triệu trở lên. Muốn lấy cả về gốc thì mình trả trước cho Ngọc 40% là được. Em này hiện tại giá rất là mềm nha cả nhà, chỉ có 41.500.000 dành cho em này thôi hen. Màu sắc cực kỳ đẹp mắt luôn, màu trắng, màu đen và pha một ít ánh màu tím nữa. Ở đây Ngọc có đổi thêm một số phụ kiện như là ba ga nè, thuộc nè, đây ạ, chống đổ và bát gác chân. Thì những cái phụ kiện này là mình tính riêng, không bao gồm trên giá xe giúp Ngọc, và xe Ngọc báo cũng không bao gồm phí lăn bánh luôn nha cả nhà. Phí lăn bánh thì mình phải liên hệ Ngọc nha. Cửa hàng của Ngọc nằm ở bến Kép Bình Dương, nằm ở gần chợ Nhật Huy. Nếu mà ở xa thì cứ việc đi tới khu du lịch Đại Nam, ở gọi điện cho Ngọc và Ngọc rước ha. Thì sẵn đây Ngọc cũng sẽ giới thiệu thêm mấy mẫu nữa, cả nhà mình đi theo Ngọc nha. Đây ạ, đây là Ngọc có dòng AD155, màu này là phiên bản 2023 nha cả nhà. Màu này là màu đỏ đen jean, thoạt nhìn thì mình tưởng là 3D nhưng mà không, đây là màu jean nha cả nhà. Chất sơn cực kỳ đẹp luôn, kết hợp giữa đỏ đen và có một ít màu sáng bạc ở đây nữa. Màu này thì nếu mà bạn nào thích những cái màu nổi nổi thì mình nên hốt ngay em này về, tại vì em này hiện tại giá xe cực kỳ ưu đãi luôn. Nếu mà lấy khóa chìa hiện tại chỉ có 41.500.000 dành cho em này ha, 2023 nha. Ở đây Ngọc cũng có độ xương xương nè, như là chống đổ nè, bát gác chân ha. Còn cái phần cái dè với cái xi nhan này cả nhà, nếu mà trong trường hợp á mình thấy nó vướng quá, với lại dạng kiểu là nó dài quá, bên Ngọc có hỗ trợ tích hợp vô luôn nha, làm cái này gọn lại, xi nhan này nhỏ vô xíu vẫn được ha. Rồi có gắn thêm ba ga. Thì những cái phụ kiện này á, khi mình gắn tại cửa hàng, bên Ngọc sẽ giảm cho mình 50% nha. Nếu mà các bạn muốn giao xe tận nhà thì bên Ngọc sẽ hỗ trợ với hình thức là mua tiền mặt, có nghĩa là khách sẽ chuyển khoản nha, xong rồi bên Ngọc nhận đủ tiền thì mới giao xe cho mình ha. Ngoài ra Ngọc có thêm xanh GB nữa, mẫu này cũng hot và rất là nhiều khách hỏi luôn. Đây ạ, 155 xanh GB, bánh mâm màu xanh luôn. Phần đầu xe sẽ là màu xanh bóng, dè xe là màu xanh nhám nha cả nhà. Màu này là màu jean nguyên bản, màu này thì giá cực mềm luôn, giá chỉ còn có 43 triệu đồng thôi dành cho em này. Và ngoài ra bên Ngọc còn rất là nhiều màu khác nữa, tha hồ cho cả nhà mình lựa chọn luôn. Như là Ngọc có đen bạc nè, có cam nè, có trắng, rất là nhiều màu. Mình quan tâm em nào cứ nhắn tin Zalo, Ngọc sẽ tư vấn cụ thể. Gọi ngay hoặc nhắn tin Zalo cho Ngọc để được tư vấn miễn phí nha.